ra mắt vào ngày 26 tháng 1 trên cả hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Cho đến nay, game mới của Nguyễn Hà Đông đã đạt hơn 100.000 lượt tải về. Từ game mang tên Ninja Spinky Challenge nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ trong nước lẫn quốc tế. Trong Ninja Spinky Challenge, nhiệm vụ của người chơi khá đa dạng, nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh hai nhiệm vụ chính là tránh né tấn công và tiêu diệt các mục tiêu trong thời gian nhất định. Càng về sau, game càng đòi hỏi người chơi phải thao tác nhanh nhẹn, chính xác, quãng thời gian buộc phải giữ mạng cũng dài thêm. Tính tới ngày 6 tháng 2, trên Google Play số lượt tải của trò chơi này đã vượt 100.000. Tuy nhiên, so với thành công của Flappy Bird, thì Ninja Spinky không phải là một sản phẩm có thể làm thỏa mãn kỳ vọng của giới game thủ về lập trình viên Nguyễn Hà Đông. Chưa kể bản thân Ninja Spinky còn nhiều điểm khiến cho người chơi không hài lòng, chẳng hạn như phần hiển thị quảng cáo quá dài.